Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới và tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày và ngay sau đây là những tin chính. Thưa quý vị, kể từ tháng 5, miền Nam Trung Quốc đã trải qua một số quá trình mưa lớn và 79 con sông ở 9 tỉnh miền Nam đã trải qua lũ lụt quá mức. Các quan chức Trung Quốc cho biết họ không loại trừ khả năng xảy ra tình trạng lũ muộn nhưng sẵn sàng ứng phó một cách khoa học. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, theo dõi của Bộ Tài nguyên nước cho thấy 79 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, một số con sông vượt mức cảnh báo tới 3,32m. Trong tuần tới, dòng chính hạ lưu sông Dương Tử và mực nước hai hồ có thể dâng cao hơn nữa. Bộ Tài nguyên nước cũng cảnh báo rằng từ tháng 6 đến tháng 8, lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra ở trung lưu sông Hoàng Hà, một số hệ thống nước của sông Hải Hà và sông Tùng Hoa và có thể có lũ quá mức ở sông Châu Giang, Thái Hồ và sông Liêu Hà và mưa lớn trong khu vực và lũ lụt có thể xảy ra ở sông Dương Tử và sông Hải Hà. Vương Vĩ, Giám đốc Bộ phận Thông tin Kỹ thuật của Cục Phòng chống thiên tai hạn hán và lũ lụt thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên rằng từ tình hình hiện tại, tình hình lũ lụt năm nay nằm trong mức bình thường nhưng không loại trừ khả năng diễn biến tình hình lũ lụt sau này, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Vương Vĩ cũng cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tăng cường tham vấn chung với Cục Khí tượng, chú ý theo dõi sự phát triển và thay đổi của điều kiện nước mưa, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, làm tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, công tác phòng chống lũ lụt an toàn hồ chứa và kiểm tra, bảo vệ công trình đảm bảo an toàn phòng chống lũ. Theo Reuters, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa cao thứ hai kể từ năm 1961 vào mùa hè năm ngoái, đưa ra cảnh báo lũ lụt cho các con sông và hồ lớn và đưa mực nước tại đập Tam Hiệp lên gần mức đỉnh. Theo thống kê chính thức, số nạn nhân lũ lụt ở Trung Quốc lên tới 63,46 triệu người và hơn 54.000 ngôi nhà bị sập. Giới truyền thông cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Giả Hiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết vào cuối tháng 4 rằng trong bối cảnh trái đất nóng lên, các thảm họa do thời tiết và khí hậu khắc nghiệt gây ra sẽ ngày càng gia tăng trong tương lai và nguy cơ nhiệt độ cao, lũ lụt hạn hán và các thảm họa khác sẽ gia tăng. Mới cuối tuần trước, thời tiết khắc nghiệt như mưa đá và mưa đóng băng đã xảy ra trong cuộc thi chạy marathon trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, khiến 21 vận động viên thiệt mạng. Ngoài ra, một trận lốc xoáy đã tấn công Vũ Hán trong tháng này và một trận lốc xoáy khác ập vào tỉnh Giang Tô ven biển phía đông. Hai trận lốc xoáy đã khiến 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cảnh báo đỏ Hoài Hà, tình hình lũ lụt khẩn cấp Vương Gia Bá bắt đầu xả lũ. Lưu vực sông Hoài Hà của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong nhiều ngày và mực nước tiếp tục tăng nhanh. Cục Quản lý nước đã đưa ra cảnh báo đỏ vào hôm thứ Hai và Vương Gia Bá, được gọi là cửa đầu tiên của sông Hoài Hà, trong 1.000 dặm bắt đầu xả lũ, bục đột đầu tiên của hơn 2.000 người dọc theo bờ biển. Cư dân đã được sơ tán khi lũ sông Dương Tử chưa rút, tình hình lũ lụt trên sông Hoài Hà đã rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Kiểm soát Nguồn nước Hoài Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy ban Hoài Hà tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt màu đỏ cho đoạn Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vào lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Hai. Mực nước tại Vương Gia Bá trên sông Hoài Hà ở huyện Phú Nam, tỉnh An Huy đã tăng lên 29,3m so với mực nước đảm bảo, rất quan trọng đối với sự an toàn của thân đập vào sáng thứ Hai và tiếp tục tăng với tốc độ 3cm mỗi giờ. Do đó, Ủy ban Hoài Lâm đã quyết định ngừng xả nước lúc 8 giờ sáng thứ Hai, 31 phút xả lũ để giảm áp lực lũ thượng nguồn. Trước khi lũ lụt được giải phóng, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 2.000 cư dân ở Hạ Lưu, quận Mạnh Oa. Lúc 7 giờ sáng thứ Hai, mực nước tại Vương Gia Bá đến Hoài Nam của dòng chính sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Trạm Trịnh Dương Quan cũng đạt mực nước đảm bảo vào lúc 10 giờ 36 phút sáng và mực nước vẫn đang dâng cao. Cục Thủy văn đã nâng cấp cảnh báo cho đoạn Trịnh Dương Quan, một cảnh báo màu cam được đưa ra về lũ lụt. Các đơn vị liên quan và công chúng được yêu cầu tăng cường phòng tránh và tránh nguy hiểm kịp thời. Do mực nước sông Hải Hà tăng vọt và mực nước sông Dương Tử vẫn chưa chút xuống, tỉnh An Huy đang phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ lụt rất lớn. Chính quyền tỉnh An Huy đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất.
Ủy ban Hoài Lâm cũng quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống thiên tai, hạn hán và lũ lụt lên cấp 1, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Hai. Trong 2 tuần qua, Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa lớn từ Trùng Khánh ở phía Tây Nam đến Thượng Hải trên bờ biển phía Đông. Một số khu vực dọc sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc và Giang Tây đã ban hành cảnh báo lũ lụt tối đa. Một bài báo phân tích của tuần báo tin tức Trung Quốc được truyền thông Trung Quốc đăng tải hôm thứ Hai cho biết, sông Dương Tử và sông Hoài Hà đã bị ngập cùng một lúc và 34 sông hồ đã vượt mức cảnh báo nước đã ngập đến cổ các phụ lưu của sông Dương Tử ở An Huy. Sông Hoài dài 1.000 km chảy qua 5 tỉnh, dân số 165 triệu người. Lưu vực sông Hoài có mật độ dân số cao nhất trong tất cả các con sông ở Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và chế tạo nông nghiệp của Trung Quốc. Lũ lụt ở Trung Quốc hoành hành trong nhiều tháng và không giảm. Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo kiểm soát lũ lụt cấp 1. Thưa quý vị, mưa và lũ xối xả ở Trung Quốc đã tiếp diễn trong ít nhất 2 tháng và không có dấu hiệu dừng lại. Đồng thời, khu vực mưa đã di chuyển từ hạ lưu sông Dương Tử lên thượng lưu và thượng lưu sông Dương Tử như miền Bắc Trung Quốc. 38 nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện ở trên mực nước cảnh báo, với 19 nhánh trong số đó vượt mức nguy hiểm, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Theo Bộ Tài nguyên nước hôm thứ Hai, Tứ Xuyên nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử hiện đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Ít nhất 36.000 người buộc phải sơ tán đến nơi an toàn sau khi thành phố Yan vỡ bờ hôm thứ Hai khi sông Tingji, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Theo tin tức chính thức của Tứ Xuyên Online, thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 vào lúc 2 giờ 28 phút ngày 18 tháng 8. 3 giờ sau, toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên đã phát động cùng một mức độ ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tứ Xuyên cảnh báo khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp cao nhất được kích hoạt. Các quan chức của cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán Tứ Xuyên cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất nghiêm trọng. Châu Tuyết Văn, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, giới thiệu tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện tổ chức rằng lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 63,46 triệu người trên khắp Trung Quốc, cao hơn 12,7% so với mức trung bình của 5 năm qua. Ông cũng cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, khoảng 25,82 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 15,5% so với mức trung bình 5 năm. Số người chết và mất tích do lũ lụt là 219 người, giảm là 54,8% so với mức trung bình của 5 năm qua. Châu Tuyết Văn dự đoán trong cuộc họp báo cùng ngày rằng mùa lũ chính ở Trung Quốc năm nay sẽ kéo dài đến hết tháng 9 và khả năng xảy ra thảm họa lũ lụt vẫn rất cao. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo rằng bị ảnh hưởng bởi lượng mưa sẽ có lũ lụt rõ ràng ở thượng lưu sông Dương Tử, thượng lưu sông Hàn, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu của sông Trương Hà ở lưu vực sông Hải Hà, thượng nguồn của sông Lộ Giang ở lưu vực sông Song Liêu, sông Tùng Hoa, sông Hun và thượng nguồn của sông Tây Giang. Trung Quốc dường như đang trải qua trận lũ lụt lớn nhất trong 49 năm trong năm nay và nó xảy ra trên toàn quốc. Lượng mưa và lũ lụt của Trung Quốc năm nay được cho là đã vượt qua trận lũ lụt thảm khốc năm 1998 và đã diễn ra trên toàn quốc từ Nam chí Bắc. Nguyên nhân của nó là gì? Truyền thông chính thức Trung Quốc dẫn lời các học giả Trung Quốc cho rằng do nhiệt độ nước biển bất thường ở Ấn Độ Dương, lượng mưa quá cao, các sông vừa và nhỏ trở thành khu vực kiểm soát lũ yếu, dẫn đến những con đê nhỏ và những thảm họa lớn. Trịnh Nghị, một nhà văn Trung Quốc đương đại và là nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, đã viết một bài báo trên đài Á Châu Tự Do vào tháng 6 năm nay, chỉ ra rằng tần suất lũ lụt và hạn hán ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Điều này đương nhiên liên quan đến sự nóng lên toàn cầu do nhà kính gây ra ảnh hưởng, cũng như cường độ phát triển và phá hủy công trình. Ông tin rằng, đặc biệt là trong 30 năm qua, phát triển là lời nói cuối cùng. Mọi thứ đều dựa trên tiền bạc, tôn sùng GDP cùng với quyền tài sản không rõ ràng, lãng phí tài nguyên và năng lượng và nghiện ô nhiễm. Sự suy thoái của môi trường sinh thái Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm và lũ lụt và hạn hán sẽ chỉ ngày càng gia tăng, hoặc hàng nghìn dặm đất đỏ, hoặc lũ quái dị, hoặc lũ lụt ở phía Nam và hạn hán ở phía Bắc, hoặc hạn hán sau lũ lụt. Nó một cách ngắn gọn, không có thảm họa và sự tồn vong của đất nước Trung Quốc đã bị đe dọa rất nhiều. Cảm ơn
quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.